Osiri Kahon vẫn luôn là cái tên quá quen thuộc với tất cả anh em rồi, vì giá thành cũng như là chất lượng đã làm hài lòng rất nhiều anh em đam mê Kahon. Song song đó, Koro vẫn luôn lắng nghe đóng góp từ khách hàng để ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Và tiếp nối sự thành công của Osiri 2023, Osiri 2024 đã cải tiến hơn rất là nhiều về chất âm cũng như là thiết kế. Và Sơn chắc chắn anh em sẽ bất ngờ đấy. Nào, cùng Sơn tìm hiểu ngay bây giờ nhé. Ok, đây chính là Osiri 2024 đây các bạn ơi. Thì các bạn sẽ thấy là nhìn sơ qua các bạn sẽ thấy là cái mặt tabla nó không có thay đổi. Đó, chúng ta vẫn sẽ có 4 vân như các dòng series khác. Đó là 01 Satin Walnut, 02 Badao, 03 Oakfram và 04 là Mahogany. Nhưng có một cái điều thay đổi đây. Thứ nhất đó chính là nước sơn của nó. Nếu như các bạn để ý kỹ á, thì cái nước sơn nó sẽ hơi, cái màu beige nó sẽ hơi nhạt so với những dòng series cũ. Và thứ hai, đây Sơn sẽ xoay cho các bạn xem ha. Ta-da. Đấy, đó chính là gì các bạn? Sự thiết kế mới của logo thương hiệu. Đấy, cái màu nâu kết hợp với cái màu beige thì các bạn sẽ thấy thế nào các bạn? Rất là ưng mắt đúng không? Sơn rất thích cái thiết kế này của nhà Koro ha các bạn ha. Rồi, về thiết kế bên ngoài thì chỉ thay đổi đơn giản như vậy thôi các bạn ha. Quan trọng là đây là gì? Là cái sự hoàn thiện về mặt thiết kế nè, ngày càng tốt hơn, ngày càng nâng cấp hơn. Và cái điều thay đổi lớn nhất ở đây đó chính là về chất âm các bạn ạ. Nó thật sự các bạn, từ khi mà Koro đưa cho Sơn dòng trống Osiri 2024 để Sơn trải nghiệm thì thật sự là Sơn cực kỳ thích luôn các bạn ha. Về cái chất âm của nó đã được thay đổi rất là nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì là cụm snare bên trong của Osiri 2024 đã thay đổi hoàn toàn các bạn ạ. Đấy, khi mà Sơn đánh biểu diễn ấy, thì cái cảm giác đánh âm snare nó chắc nè, đanh nè, bass thì đầm nè. Đấy, cảm giác tay cũng rất là tốt hơn rất là nhiều. Rồi, như vậy thì tại sao lại có sự nâng cấp đáng kể về mặt âm thanh như vậy? Các bạn cùng theo dõi nhé. Đó chính là bên trong, 4 cụm snare sẽ được đặt ở 4 góc. 2 cụm ở phía trên là 2 cụm snare trực tiếp. Có nghĩa là khi đánh tay, chúng ta sẽ tiếp xúc trực tiếp vào khu vực này và sẽ tạo ra âm snare đấy các bạn. Điều này cũng giúp cho những anh em nào sử dụng chổi đánh tạo ra âm snare được dễ dàng hơn đấy. Tiếp tục, 2 cụm snare ở dưới là 2 cụm snare được cộng hưởng theo biên độ cung trống. Mặt trống ở khu vực dưới sẽ rung lên và tạo ra âm snare. Đặc biệt, snare cộng hưởng đã gắn bó rất là lâu từ những cái dòng series đầu tiên rồi các bạn ạ. Bởi vì là chất âm của snare cộng hưởng cho ra rất là riêng biệt. Có một điều mà Sơn cũng không biết phải nói như thế nào. Nhưng mà đối với Sơn á, Sơn luôn ủng hộ quyết định này của hãng Koro. Bởi vì là dòng Osiri 2024 sẽ không còn nút chỉnh giống như là Osiri năm trước nữa. Để Sơn nói cho các bạn lý do vì sao nha. Vì đây là dòng trống chuyên nghiệp và có giá thành hợp lý dành cho những anh em mới bắt đầu. Mà những anh em mới bắt đầu thì hầu như không biết chỉnh như thế nào cho hợp lý hết. Anh em gặp khó khăn rất nhiều trong cái vấn đề này. Cho nên là Osiri năm nay không còn núm điều chỉnh nữa. Nhưng mà các bạn yên tâm là kỹ thuật viên của Koro đã điều chỉnh phù hợp và tốt nhất có thể cho các bạn rồi. Cho nên là các bạn chỉ việc mua về là các bạn sử dụng thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều ha. Tiếp theo hãy cùng Sơn đến với phần mà anh em mong chờ nhất, đó chính là test âm thanh của Osiri 2024. Sơn sẽ có hai file âm thanh như thường lệ. Âm thanh đầu tiên thì Sơn sẽ thu với chiếc mic drop này. Đấy thì sẽ cho ra âm thanh mộc đấy các bạn ạ. Cho nên là các bạn đeo tai nghe vào để nghe được chi tiết hơn nhé. Và file âm thanh thứ hai thì Sơn sẽ thu bằng chiếc Mitsu này. Sơn sẽ thu qua sao cạc hả các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ đến với file âm thanh đầu tiên nhé.
Đó đó đó, Sơn sẽ không nói gì mà để cho anh em tự cảm nhận nha. Anh em cảm thấy như thế nào thì hãy comment ngay cho Sơn biết nhé. Tóm lại, sau những điểm nâng cấp và cải tiến mà Sơn đã giới thiệu cho anh em trong video này thì All-Series 2024 là một dòng trống đáng mua nhất dành cho những anh em nào muốn sở hữu cho mình một chiếc trống có giá thành hợp lý mà chất lượng thì lại vượt trội. Sơn thì cũng hay dùng All-Series để đi biểu diễn đó các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là nó nhẹ. Đấy, và khi mà anh em mua trống cũng sẽ được tặng một bao trống cao hơn cao cấp chống thấm nè và một khóa học cao trong online của Sơn. Anh em nhận trống và làm theo giấy hướng dẫn để nhận được khóa học nhé. Ngoài ra, trống cũng sẽ được bảo hành trong vòng 1 năm, một đổi một trong vòng 14 ngày đầu tiên nếu như mà có lỗi của nhà sản xuất. Anh em mua trống, Sơn có để đường link ở bên dưới phần mô tả. Anh em muốn mua trên fanpage hay là trên website đều được nha. Cảm ơn anh em đã cùng Sơn theo dõi và trải nghiệm trong video này. Đó là những cảm nhận và đánh giá của riêng Sơn. Còn anh em cảm thấy như thế nào thì hãy để lại bình luận cho Sơn biết nhé. See ya!